Sau đây là bài viết của tác giả Trần Yên Hòa, Người chết hai lần. Xin kính mời bà con cô bác mình cùng nghe. Một người làm ruộng cho gia đình tôi là chú Sáu Quấn. Chú ở dưới miệt Kỳ Anh, tức là dưới vùng biển Tam Ấp, tên thường gọi là Sấm Đồng Rạ hay là Đầm. Mẹ tôi không biết duyên do nào, đã biết chú và nhờ chú. Đến mùa cấy hay mùa gặt là chú lên nhà tôi ở lại suốt mấy tháng để làm việc. Chú Sáu Quấn là một thanh niên to con, cao ráo, lực lưỡng, đẹp trai. Mỗi lần chú gánh lúa từ ruộng về, chú thường ở trần trùng trục. Tôi nhìn từ xa, đôi chân chú săn chắc, vòng ngực nở nang, mái tóc hất ngắn để lộ cái đầu to. Dù trời có nắng đến mức độ nào chú vẫn để đầu trần. Không hề đội mũ hay nón gì cả. Chú ăn cơm rất nhiều và nhanh. Ở nhà quê bữa ăn đâu có thức ngon vật lạ gì cho cam. Mẹ tôi nấu một nồi cơm đầy, có khi động thêm khoai lang tươi, khoai lang khô hay bắp, ăn với một dĩa mắm cơm hay mắm nục, được muối mặn chát. Một rổ rau sống đủ loại rau trộn chung vào, như rau cải cây sắc nhỏ, bắp chuối, tần ô, tía tô, và một loại rau đặc biệt nữa gọi là rau sân. Cây rau sân không trồng nhưng mọc hoang trên bờ rào. Cành cây lớn có gai mọc chen chúc nhau. Rau sân chỉ ăn được những mầm xanh tía. Rau có mùi thơm rất dễ chịu, hơi gây gây nhưng nồng nàn lắm. Trong một rổ rau lớn mà có trộn thêm một chút đọt rau sân, thì có ngồi từ xa cũng ngửi được mùi thơm thoang thoảng. Thêm một tô canh rau muống sắc nhỏ, nấu loãng để chan hấp cho dễ trôi cơm. Để chan hấp cho dễ trôi cơm. Bữa cơm chỉ có thế mà ai ăn cũng ngon lành, chan hấp nhai nuốt sọt sọt suốt cả bữa ăn. Riêng chú Sáu Quấn thì ăn rất im lặng. Một chén cơm chú vào miệng rồi nhai, nuốt. Đâu hai ba lần là hết, xong chú gấp một con mắm to bỏ vào miệng. Chú lại nhai gọn như không nhai, chú nuốt lẹ rồi bới thơm. Chú nuốt lẹ rồi bới chén cơm khác, chú chăn canh cũng êm lặng như ăn, không húp xì sụp như mọi người, mà như chú nuốt chậm, rất nhẹ nhàng và gọn. Một bữa ăn chú bới khoảng 6-7 chén cơm đầy, thế mà lúc nào chú cũng bỏ đũa trước. Những lúc nhà nông nhàn rỗi, nhà tôi không có việc làm thì chú về lại quê Kỳ Anh. Chú đi cắt lưới bắt cá hay đi giăng câu. Kỳ Anh là một xã sát biển. Ở đây ai cũng biết bơi rất giỏi, giăng câu rất nghề. Chú Sáu Quấn cũng vậy, những ngày kiếm được cá nhiều, chú mang cả thúng cá lên chợ Quán Rường bán. Riêng nhà tôi, chú lựa những con cá to, ngon, đem biếu. Những lúc như vậy, mẹ tôi thường cho lại chú mấy lon đậu đen hay đậu xanh. Tôi coi chú như người nhà. Có lúc tôi leo lên vai chú để chú vác công kênh đi chơi, vác đi lông rong đi trên đường làng từ xóm này qua xóm kia, hay đi qua các bờ ruộng. Ngồi trên vai chú, tôi thấy tôi như người khổng lồ, sung sướng lắm. Chú chưa có vợ con gì. Dù đã hăm mấy tuổi, mẹ tôi có làm may cho chú mấy đám mà không thành. Mấy cô gái quê tôi thì chê quê chú nhà quê hơn quê tôi, chê chú là nậu đầm. Ai mà muốn gả con xuống đầm? Có lẽ quê chú ở gần biển, nên lúc thủy triều lên, nước biển tràn vào nhà. Khi nước rút đi để lại đất bùn dơ giấy, như một cái đầm lầy, nên người ta gọi là đầm chăng. Chú cũng không thấy thế mà buồn, gương mặt chú lúc nào cũng tươi cười, vô tư, thản nhiên lắm. Mà đúng, quê chú là đầm thiệt và chú cũng là dân nậu đầm thiệt. Tôi nói vậy vì có một lần do công việc cần kiếp, mẹ tôi sai tôi xuống kêu chú Sáu Quấn lên làm việc. Tôi một mình đi bộ từ nhà tôi đến ngã ba Chiên Đàn, rồi hỏi thăm người ta xuống đầm. Người ta chỉ đến đâu, tôi đi theo đến đó, qua một trảng cát rộng, đi rác cả chân. Vì tôi lội bộ bằng chân không, chứ đâu có guốc dép gì.
Tôi bước trên trảng cát như đi qua sa mạc, không một bóng cây, chỉ có những hàng dương liễu lơ thơ. Cát nóng trong buổi trưa nắng cháy, thế mà tôi lầm lũi đi. Đến cả mấy tiếng đồng hồ mới tới nhà chú Sáu Quắng, nên bàn chân dập lên đau rát lắm. Nhà chú đúng là một cái chòi, bà mẹ chú đôi mắt bị nheo. Có lẽ vì gió cát và nước mặn thổi suốt ngày nên ở đây ai cũng bị nheo mắt. Đôi mắt cứ nhiều nhíu, đầy nước mắt và ghèn. Nhà chú đúng là cái chòi. Mấy miếng tranh gác trên mái và được che chắn chung quanh bằng những tấm mành mành. Mẹ chú đi bắt ốc mò cua. Được chút gì thì đem lên chợ chiên đàn bán, mua gạo và thức ăn. Hai mẹ con sống heo hút trong cái chòi nhỏ bé đó. Thấy tôi xuống kêu chú lên nhà tôi đi làm, chú mừng lắm. Giọng chú săn sái. Ê, cô em, mi đi một mình xuống đây hả? Ai chỉ đường cho mi? Tôi liến thoáng. Thì tôi hỏi người ta. Trời ơi, cái chân mi đỏ kìa, sao không nói mẹ mi mua cho đôi dép? Ê, tôi đi chân không quen đùi, đi dép không có được. Thôi, ngồi đó đi, tao nướng cho củ khoai ăn rồi tao cõng về. Chú vào bếp nướng cho tôi củ khoai lang rồi chú cẳng tôi lên lưng. Vì chân tôi bị cát nóng sưng dập lên từng mảng đỏ. Chú cẳng tôi trên lưng đi băng băng qua cái nọng cát dài. Băng băng qua mấy con suối. Rồi lên đi đường bộ đến nhà tôi một mạch mà chú không mệt tí nào. Chú có một cái tài là trèo cây và bắn chim. Khu vườn nhà tôi trồng rất nhiều cây to. Cành cây là xum xuê mát cả một khu vườn. Mùa hè thì mát lắm, nhưng đến mùa đông thì quê tôi thường hay bị bão lụt, nên cha mẹ tôi nhờ chú Sáu Quắng leo lên chặt những cành cây to hoặc đốn hẳn cây nào quá già. Lúc này chỉ có cưa tay chứ chưa có cưa máy, nên công việc đốn cành cắt lá rất khó khăn. Những cây to muốn cưa cành thì chú phải leo tuốt lên trên, rồi ngồi bám vào một chỗ nào chú thấy chắc chắn và chú bắt đầu cưa. Tôi đứng phía dưới nhìn thấy chú treo trên cao như vậy, chỉ nhìn cũng đủ thấy ngộp thở rồi. Huống hồ gì chú từ trên cao ngó xuống, thấy mà chú tỉnh bơ như không. Còn chú bắn chim thì thật là thiện xạ. Trong những khu vườn mùa hè, chim chóc bay kêu ríu rít trong những chùm cây rậm. Những con chim cu đậu tuốt trên ngọn những cây gòn. Thế mà chú đứng dưới dùng lá cao su nhắm bắn, không sai chạy một ly. Chú còn có một ngón nghề nữa là chặt tre. Nhà tôi có một hàng tre dài cao vút, rậm, mọc khít nhau. Nhiều bụi tre đứng từ ngoài nhìn vào không biết cây tre xuất phát từ đâu. Nhìn từ bên ngoài, cha tôi muốn chặt 10 cây này vì cha cần tre vót nang để đan gầu dai, gầu sòng hay đan thúng mũng, rổ, rá hay làm lạc cột. Cha tôi chỉ 10 cây thì chú Sáu đón ngay 10 cây đó ngay chốc. Không sai cây nào. Nói con gái quê tôi không ưng chú thì cũng đúng. Họ không yêu chú vì nhà chú quá nghèo. Con gái về làm dâu xứ đầm quanh năm suốt tháng sống với vùng lầy nước đọng thì ai cũng ớn. Nhưng nhìn chú Sáu với thân thể cường tráng của một lực điền như vậy thì cô thôn nữ nào không mê. Trong đó có mối tình với chị Mỹ Ly. Mỹ Ly là tên của cô Sáu Cần. Con ông học gần nhà tôi. Nhà cô Cần cách nhà tôi chỉ có cái bờ trào tre và một đường mương thôi. Cô Cần 18 tuổi, không đẹp nhưng có duyên. Cô có khuôn mặt bầu bầu, hàm răng trắng đều xinh xắn. Một lần, cô Cần gặp chú Sáu đang chặt tre bên hàng rào nhà tôi. Giáp với vườn ông học, thấy chú Sáu là người lạ nhưng trông cường tráng khỏe mạnh, đẹp trai. Nên cô Cần lân la lại gần hỏi chuyện. Anh chặt tre cho cậu Khiêm hả? Chú Sáu trả lời. Ừ, thì chặt tre. Chặt làm gì? Ừ, thì đang bầu. Đang bầu làm gì? Nghe nói ổng đang bầu đựng lúa chứ để lúa ở ngoài chuột ăn hết. Anh tên gì? À, Sáu Quắng. Tên gì lạ kỳ, tóc anh đâu có quăng. Thì cha mẹ đặt chỉ mà. Thế là hai người quen nhau. Cô Cần là một thôn nữ,
nhưng cũng có chút máu học đòi thành thị. Cô có chiếc xe đạp dằn đầm, một ngày chạy đi đi về về từ quán rường xuống Tam Kỳ học may. Cô cần biết thoa son đánh phấn, biết làm duyên với chú. Sau này, cô còn phi dây mái tóc cho quăng trích lên và bịt một hàm răng vàng sáng chói. Thật đúng là cười lên đi cho răng vàng sáng chói. Vậy sao cô bỏ tên Cần quê mùa để lấy tên là Mỹ Ly? Trong một buổi văn nghệ ở đình An Mỹ, cả hai cùng đi coi. Buổi văn nghệ cố anh Lương diễn kịch, chú Trà diễn tuồng, chị Khiêm ca tân nhạc gạo trắng trăng thanh cũng hay lắm. Duyên đâu mà khán giả đi xem cũng 200-300 người, mà chú Sáu lại đứng gần chỗ cô Cần. Khi cô hai Khiêm lên hát bản gạo trắng trăng thanh, đến đoạn đêm chơi vơi gạo cười tươi như truyền hơi ấm lòng người, hò hô hò hô, thì tay chú Sáu và cô Cần đã nắm chặt lấy nhau. Mối tình của chú Sáu Quắn và cô Cần chỉ đến đó. Một hôm cô Cần hỏi, quê anh Quắn ở đâu vậy? Ở Đồng Rạ chứ đâu. Đồng Rạ là dưới đầm hả? Ở chứ đâu nữa. Dưới đó bùn lầy không à, sao mà sống, sao mang dép mang guốc. Thì sinh ở đó thì sống ở đó thôi. Cô Cần từ từ rút tay chú Sáu ra khỏi tay mình và lẳng lặng bỏ đi. Đó, chú Sáu Quắn làm ruộng cho nhà tôi là vậy, hèn từ dễ thương là vậy. Mà khi giải phóng đến quê chú cũng phải theo, cũng vắt súng AK, cũng đi vắng xẻ, đi đất mô đủ hết. Và cuối cùng, chú phải lãnh một viên đạn M16 của lính biệt lập ông Liệu, phục kích đón lõng mấy ông du kích tối tối mò về. Mẫu đạn M16 ghim vào lồng ngực chú, nhìn phía trước như một vệt mực nhỏ, nhưng nhìn phía sau lưng, một vòng da thịt trọng bị phá nát, máu đóng thành vũng. Lính phe quốc gia còn đặt dưới lưng chú một quả lựu đạn đã trút chốt, để đồng bọn chú có tới lấy xác chú thì sẽ bị nổ, sẽ bị chết thêm. Cũng may, cái trò này du kích gặp hoài nên rút kinh nghiệm, bỏ mặc chú Sáu Quắn nằm đó, không ai dám mò tới. Xác chú được để mấy ngày, trùi nhặn bay đậu đầy. Trời nắng gắt làm mùi hôi bốc lên thúi kinh khủng. Dân chúng nghe mùi hôi thối không chịu nổi nên than vãn, khiến trung đội trưởng nghĩa quân phải ra lệnh cho một anh nghĩa quân viên lấy dây buộc vào chân chú rồi chạy ra, đứng từ xa mà kéo xác. Khi xác chú nhích lên thì một tiếng nổ ầm, long trời lở đất bùng lên, xác chú bay tả tơi, quần áo banh hết, rơi lả tả, da thịt tay chân rơi ào ào tứ tán. Đúng như lời một bản nhạc, người chết hai lần, thịt da nát tan. Chỉ cần nghe tin chú Sáu chết, có khóc thầm mấy tuần rồi cũng quên. Không ai biết về mối tình đó, chỉ có tôi, chị Sáu cần kể cho tôi nghe, khi tôi lớn lên chút. Tác giả Trần Yên Hòa. Câu chuyện ngắn của tác giả Trần Yên Hòa đến đây chấm dứt. Xin cảm ơn tác giả và cảm ơn bà con cô bác đã lắng nghe.